Hello, xin chào bà con nhé. Hôm nay trại ong Phúc Thành chúng tôi lại rất vui khi lại được gặp lại bà con ở cái video mới này. Thế thì hôm nay trại ong Phúc Thành chúng tôi có một cái chủ đề cùng muốn chia sẻ cùng với bà con chúng ta để làm sao mà trong cái ngành ong của chúng ta càng thêm phát triển và những bà con mới nuôi chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm để phát triển đàn ong của chúng ta vững bền bà con nhé. Hôm nay thì trại ong Phúc Thành chúng tôi xin chia sẻ bà con một cái chủ đề về cách làm sao để chúng ta tạo được một cái mũ chuối nhân tạo, tạo được các cái để chúng ta làm được các cái con chuối nhân tạo của con nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những cái vật liệu hay là chuẩn bị những cái vật liệu để chúng ta thực hiện làm cái công việc này bà con nhé. Ok, đây bà con nhé. Thế thì để chuẩn bị chúng ta làm tạo ra những cái mũ chuối nhân tạo đấy để thực hiện thay thế cho đàn, hoặc là chúng ta dùng với mục đích nhiều mục đích, ví dụ có nhiều bà con nào chúng ta đã quen rồi và tạo được ra chúa để chúng ta kinh doanh bán chẳng hạn thì chúng ta cũng làm vậy thôi. Thế thì đây tôi sẽ giới thiệu bà con những cái vật dụng cần thiết để chúng ta làm cái công việc này. Đầu tiên thì bà con chuẩn bị cho tôi một cái cầu tổ đấy, và chúng ta gắn các cái thanh thước ở đây, thanh thước ngang ở đây. Ở đây thì tôi chỉ gắn một thanh thôi, đây tôi gắn một thanh này thôi. Bởi vì trong quá trình tôi tạo nhân tạo thì tôi chỉ tạo lấy độ 5-6 cái mũ thôi. Đấy, sau đấy thì tôi sẽ lọc ra con nào mà khỏe mạnh, ưu tú tôi sẽ lấy. Đấy. Thế cho nên tôi chỉ cần một cái cầu này thôi. Một cầu và có một cái thanh thước này thôi. Đây, bà con nhìn thì nó hơi xấu một tí nhưng mà không sao. Đấy, thế đó, tôi xin giới thiệu bà con là có cái... Đây, hôm nay là tôi giới thiệu bà con là cách tạo chuối nhân tạo. Thế thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho tôi một cái cầu tổ này. Bà con chuẩn bị cho tôi những cái nụ chúa này. Nụ chúa mà người ta cũng làm nhân tạo bằng nhựa luôn đây này. Đây bà con nhé. Thế thì ở một video khác thì tôi sẽ xin hứa với bà con là tôi sẽ cùng thực hiện với bà con cách là chúng ta tạo cái mũ này bằng sáp luôn, bằng phần sáp luôn chứ không dùng bằng nhân tạo này. Thế nhưng mà nhân tạo này chúng ta cũng rất đơn giản thôi để chúng ta làm được chúa. Đấy, thế thì làm bằng sáp thì đây, cái phần sáp này thì bà con đun lên. Đấy, ở một video khác thì tôi sẽ hướng dẫn bà con. Thế còn trong này thì tôi hướng dẫn luôn bà con cách chúng ta tạo mũ bằng cái mũ nhân tạo, bằng cái nụ nhân tạo này chúng ta mua ở ngoài thị trường rất là nhiều. Đấy, thì bà con là có thêm một cái súng bắn keo nữa để chúng ta tiến hành chúng ta dán. Thế sau đấy thì bà con tạo cho tôi, làm cho tôi những cái đế ở cái mũ chúa này. Đây. Chúng ta chặt bằng tre cũng được, hoặc chúng ta lấy bằng cái miếng nhựa cứng cũng được. Bà con chặt cho tôi hay là cắt cho tôi theo hình cái thỏi như cái quả chám này này. Đấy, để chúng ta sẽ tiến hành chúng ta dán. Ok, bây giờ xem nào. Đợi một chút cho cái súng bắn keo này nó nhựa nó già lên một tí thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta làm. Đây, bây giờ chưa việc trước tiên là tôi sẽ dán những cái nụ chúa này vào với cái phần đế này để chúng ta sẽ tiến hành chúng ta dán lên trên cái cầu tổ này. Đấy, rất đơn giản thôi, không có gì khó cả.
cái đế mà hình cái quả chám này này là mục đích là khi mà chúng ta sử dụng nó để có cái phần vát nhọn này bà con nhé. Đây tôi sẽ nhìn gần cho bà con xem. Đấy, nó có phần vát nhọn này để chúng ta khi mà cái mũ này thành công này và khi con chúa nó gần nở thì chúng ta sẽ sử dụng cái này, chúng ta cắm thẳng vào vào cầu tổ thôi, vào trên phần bánh mật hoặc là phần tổ cho nó dễ thôi. Thừa này tôi lại cất đi để tôi sử dụng cho lần khác. Rồi sau khi chúng ta đã cắm cấy được trên cái phần đế này rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi dán lên trên cái cầu tổ này. Chúng ta sẽ xoay cái cầu này lên đây mặt này để chúng ta dán. Phần này thì chúng ta chỉ cần dán với một chút keo thôi nhé, để chúng ta làm sao bóc nó ra dễ nhất. Đây tôi sẽ review gần cho bà con xem. Đấy. Đấy, sau khi chúng ta đã cắm cấy được các cái phần mũ chúa như này rồi thì đơn giản thôi, bà con sẽ tiến hành dùng cái kim di trùng, bà con di những cái con ấu trùng 2 ngày tuổi vào đây, sau đấy thì bà con sẽ xoay theo chiều úp xuống. Đấy, sau đó thì bà con sẽ cắm cấy vào trong, đưa vào trong cầu tổ, đưa vào trong tổ này và để cho nó nuôi dưỡng và chúng ta theo dõi trong 11 ngày thì con ấu trùng con chúa nó sẽ nở và bà con theo dõi đến ngày thứ 11 thì bà con sẽ đúng ngày đúng giờ thì bà con sẽ cầm đưa ra và bà con sẽ thu hoạch được chúa bà con nhé. Rất đơn giản thôi, nói chung là bà con cứ thử thực hiện đi sẽ thành công, không có gì cả, không có gì khó khăn cả. Đấy, vậy thì sau vài phút thì trại ấm Phụ Thành chúng tôi đã hướng dẫn bà con chúng ta đi thực hiện làm một cái phần công việc rất là đơn giản, đó chính là chúng ta sẽ tạo ra các cái mũ chúa nhân tạo, tạo ra các cái con chúa nhân tạo bằng cách chúng ta tạo các cái mũ chúa nhân tạo đây trên một cái cầu tổ và chúng ta thực hiện di trùng. Đấy, sau đấy thì chúng ta sẽ thu hoạch được cái con chúa bà con nhé. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi video của tôi. Hẹn gặp lại bà con ở một cái video hữu ích gần nhất. Xin chào, hẹn gặp lại bà con nhé.